Trang Hải mến chào anh chị bà con đang trở lại xem kênh YouTube Nhà đẹp Trang Hải. Thì hiện tại Trang Hải đang có mặt ở đây cùng với chủ nhà là anh Bình. Anh Bình có nhờ Trang Hải bán giúp giùm ảnh căn nhà đó, và sau đây mời anh chị bà con mình nghe chi tiết lời của anh Bình chủ nhà luôn. Anh Bình cho em hỏi thì nguyên do sao anh cần bán căn nhà này? Dạ anh chào anh Hải, tại em mua cho hai đứa con, đại học mà nó không ở, kêu nó mua đây nó không ở ngày nào hết. Nên anh đành phải em đành phải bán em mới mua căn ngoài Sài Gòn á. Dạ vừa rồi đó thì căn nhà mình á thì có diện tích ngang 4 m dài cho 7 m, được thiết kế một trệt một lầu gồm có hai nhà phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Và hiện tại anh muốn bán căn nhà với giá tiền bao nhiêu anh? 530, khách có thiện chí còn thương được đó. Và sau đây Trang Hải mời anh chị bà con cùng tham quan chi tiết đường xá để vào căn nhà mình luôn nha. Và đây á là con đường để vào căn nhà mình của anh Bình nha anh chị bà con, rất rộng rãi thoải mái luôn, ô tô tới nhà luôn. Từ đây á bà con di chuyển vào quốc lộ 1A tầm chỉ có 800 m thôi, đường xe hơi vào tới tận nhà luôn. Nhà mình á là con đường thông luôn nha, dân cư rất là đông đúc và nhộn nhịp luôn. Ở đây á thì bà con cũng nhìn thấy tất cả cái dãy nhà này mình đều đã ở luôn. Mặt trước căn nhà của mình á cũng không đông mặt với ai đó, đường xá cũng rộng rãi thoải mái rồi. Thì anh Bình á cũng rất mong muốn bán căn nhà này, thì sau đây á mời anh chị bà con cùng tham quan chi tiết căn nhà của mình luôn nha. Rồi và đây á là căn nhà của anh Bình ở đầu video nha anh chị bà con. Nhà mình á có vị trí á ấp 3 xã Niên và căn là căn A11 đó. Từ đây bà con mình di chuyển chợ Bình Chánh á mất tầm chỉ có 2 km thôi. Sau đây mời bà con cùng Trang Hải khám phá chi tiết căn nhà. Mặt trước căn nhà của mình á thì đây bà con nhìn thấy chủ nhà bên mình cũng làm sẵn hết lót gạch rất là cao ráo, và có hai cây đèn rất là dễ thương cho chị bà con luôn. Với thời điểm hiện tại bây giờ, với mức giá chỉ đúng 530 triệu, thì bà con không thể nào tìm đâu ra căn nhà một lầu hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh với căn nhà này. Và đặc biệt giá 530 này còn thương lượng chút lọc cho anh chị bà con luôn. Rồi vào nhà mình cũng còn góc ốc một lớp cửa sắt 4 cánh kèm theo đó là kính cường lực nè bà con nhìn thấy. Và không gian này nói chung là hai vợ chồng hai đứa con là quá ok, tuyệt vời luôn. Anh chị bà con mình đang sinh sống đặc biệt quanh cái thuộc xã Mỹ Yên rất danh với chợ Bình Chánh, những cái công ty xí nghiệp ở đây có thể mình làm tham khảo căn nhà này. Trước mắt á mình mua mình khỏi ở trọ nè, che nắng che mưa cũng ok ha, công việc con em ở đây nếu mà gần tất cả các công ty hay trường học lớn nhỏ cho anh chị bà con luôn. Rồi nhà mình á thì không gian bếp cũng có tủ bếp trên, đây là con nhìn thấy tủ bếp dưới nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh, nói chung dù lớn dù nhỏ chính là căn nhà của mình nha anh chị bà con. Bếp á thì ảnh anh mua nói chung anh không ở, bà con nhìn thấy còn rất là mới luôn. Bếp á thì được làm là tủ bếp làm bằng nhôm nè, bà con thấy rất bền bỉ thời gian luôn. Mặt bếp cũng như tường bếp nè đã ốp đặt rất sạch sẽ cho anh chị bà con mà có về có nấu nướng thì nói chung dân dầu mỡ cũng rất thuận tiện lau chùi luôn. Kế bên đây có bồn nước đầy giữa chén giữa bát, nước mình nó rồi xài nước thì cột rất là mạnh, không mùi hôi này kia cho anh chị bà con mình dễ dàng sử dụng luôn. Và hệ thống trần nè rất là cao ráo, hệ thống chiếu sáng mình nói chung tất cả nhà mình đều thiệt điện âm và đèn led cho đỡ tiết kiệm cho nhà cho bà con mình luôn. Rồi phía cuối nhà chỗ này đó tận dụng tối ưu quá không gian này, chỗ này cũng có ống cấp ống xả ổ điện, bà con về lắp đặt nó giặt là quá tuyệt vời luôn. Bên tay trái Trang Hải thì cũng có một cái nhà vệ sinh đây đó, tường cũng đầy đủ trang thiết bị vệ sinh cơ bản luôn. Và đặc biệt cửa nhà vệ sinh mình á thì được làm bằng cửa nhôm kính mời còn rất là mới, anh mua anh ở, nói chung anh mua cho con anh học nhưng mà con anh học là như anh không ở đó, con anh không ở cho nên anh quyết định bán căn nhà này nó rẻ cho bà con luôn. Rồi tiếp theo Trang Hải mời bà con cùng Trang Hải khám phá chi tiết cái lầu. Trước khi lên lầu thì tay vịn cầu thang cũng làm bằng gỗ nè, kèm theo đó là kính cường lực rất là tuyệt vời luôn. Và phía sau của mình á Trang Hải rất thích căn nhà này, mặt trước mình không đâu mặt với ai, phía sau mình á thì cũng không đâu đích với ai, trên đó có một cái cửa sổ cho anh chị bà con mình có thể mà chưa nắng mình mở lấy gió lấy sáng là quá ok luôn. Ngoài trời thì đang mưa nha anh chị bà con đó, để Trang Hải kéo cửa lại. Rồi từng bậc cầu thang lên căn nhà bọn mình đó được ốp đá hoa cương và nói chung là có giật cấp cho anh chị bà con mình rất thuận tiện và dễ dàng di chuyển lên không gian phía trên lầu của mình luôn. Và vừa rồi trên lầu mình á là đây còn hai phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh. Đây là một cái phòng ngủ thứ nhất đây. Đây phòng ngủ này thằng anh rất thích lắm, nó dùng nhỏ nhỏ còn hồ sinh rất là phù hợp cho hai vợ chồng mình ở riêng tư. Ở đây mình cũng có cái hộc đây, mình có để hai vợ chồng mình để những cái đồ thiết bị ở đây cũng ok. Tại vì căn phòng này có một cái nhà vệ sinh riêng biệt ở đây. Đây, con nhìn thấy. Đó, nó nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đó cũng có lỗ thông gió cũng từ nền cũng như là từ mình đã lót rồi. Rất là cao trên trần luôn. Và sau đây mời bà con cùng Trang Hải khám phá chiếc cái lầu phòng ngủ thứ hai trên lầu của mình. Tất cả toàn bộ nhà mình đây cửa cũng là cửa nhôm và kính mời nha. Đây căn phòng này nói chung là một cái căn nhà thời điểm này mà tới có mức giá 530 triệu và còn hết lầu không thể nào tìm ra nhà một lầu hay nữa hay vệ sinh nha chị bà con. Ngoài lớp cửa chính bên đây cũng
có một cái cửa sổ để lấy gió để sáng cho anh chị bà con nè. Và đây là cửa chính để hướng ra ban công của nhà mình nha. Đây, mình cũng có, tuy là cái nhà ấy giá rẻ nè, cũng có ban công nè, bà con nhìn thấy nè, đường xá nè, không khí trong lành thoáng mát nè, dân cư rất là sung túc luôn đó, quá là tuyệt vời, với mức giá chỉ đúng 530 triệu thôi nha anh chị bà con. Dạ vừa rồi Trang Hải cũng cảm ơn bà con xem hết video giới thiệu nhà bên Trang Hải. Trang Hải nhắc lại thông tin về căn nhà mình. Nhà mình có diện tích ngang 4m, dài 7m, được kết cấu một trệt một lầu, gồm có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Thì nhà này là của anh Bình đó, anh cũng đổi nhà bự rồi, lúc trước mua cho con học đó, nhưng mà con giờ không nở anh đổi nhà bự ra, anh mong muốn với giá đúng 530 triệu. Và cái giá này vẫn còn xuống đây thường được trực tiếp với ảnh luôn. Nhà mình nó có vị trí xã Miên, cách quốc lộ 1A mình nó chỉ tầm 800m thôi, và nói chung là cách chợ Bình Chánh mình chỉ 3 cây số thôi, nói chung tiện ích xung quanh thì rất đầy đủ luôn. Nếu anh chị bà con mình thấy căn nhà này phù hợp với túi tiền nè, ví dụ mà phù hợp túi tiền ha, tiện ích xung quanh á, thì cứ liên hệ trực tiếp với Trang Hải qua số điện thoại cho mình để mình xem nhà, cũng như gặp trực tiếp với anh Bình để làm thương lượng giá luôn. Dạ rồi, cuối cùng Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.